Thì tại làm sao mà cái làn da của Hương lại trắng sáng mịn màng như thế này? Hương chỉ có duy nhất một cái bộ sản phẩm tắm trắng tại nhà thôi, đó chính là Skin AC. Và thực sự với mọi người là tất cả những sản phẩm khác là cho tới giờ phút này là Hương đã dừng hoàn toàn rồi. Hương chỉ có sử dụng duy nhất cái bộ sản phẩm tắm trắng tại nhà Skin AC này mà thôi. Thì cái bộ này bao gồm 4 sản phẩm và Hương đã chia sẻ rất là nhiều ở những cái clip trước rồi. Đầu tiên đó chính là cái chai ủ trắng tan hoạt tính này. Tiếp theo đó nữa là cái chai chống nắng dành cho ban ngày. Và cuối cùng đây là dưỡng trắng dành cho ban đêm. Và khi mà mình mua cả 3 cái sản phẩm này, mỗi một sản phẩm đều có giá bằng nhau là 490.000, thì nhà mình sẽ được tặng thêm một cái chai sữa tắm dùng hàng ngày này, rất là hiệu quả đúng không ạ? Thì cái giá như vậy vẫn là không đổi. Và bởi vì Hương mua là mua hàng chính hãng, Hương mua từ công ty, thế nên là cái giá không bao giờ có thể là thay đổi cả. Và giá này là giá niêm yết nha nhà mình ơi. Còn với tất cả những cái sản phẩm mà Skin AC các bạn mua ở những chỗ khác đó, mà người ta cũng nói là đây là Skin AC giống như là chị Hương chia sẻ, chị Hương dùng, nhưng mà lại báo với các bạn một cái giá là có một vài trăm nghìn thôi, thì nhà mình cũng cần phải xem lại xem đó có phải là hàng chính hãng hay không nha. Thế nên ý là cẩn thận, thì nhà mình có thể để lại số điện thoại bên dưới này, để lại thông tin khách hàng ở bên dưới ngay tại cái clip ngày hôm nay mà Hương chia sẻ, để Hương có thể đảm bảo cho nhà mình có thể mua được cái hàng chính hãng như là hàng Hương đang sử dụng rồi. Da mặt của mình lúc nào cũng rất là nhạy cảm hơn tất cả những cái bộ phận khác trên cơ thể của mình. Thế thì một cái sản phẩm mà để ủ trắng cho body mà lại có thể sử dụng cho mặt, thì để đảm bảo cái điều đầu tiên là 100% là hàng chính hãng, 100% là nguyên liệu thiên nhiên. Và đây là một cái bộ sản phẩm nhập khẩu nguyên bộ ở Hàn Quốc chứ không sản xuất tại thị trường Việt Nam. Thế nên Hương nhắc lại cho nhà mình nha, đây là sản phẩm xính ngoại nha, đây là hàng ngoại nhập khẩu nha, và được phân phối độc quyền tại công ty ở Việt Nam. Thế nên nhà mình mua tại clip ngày hôm nay Hương chia sẻ thì nhà mình sẽ được mua được hàng chính hãng rồi. Nhớ nhà mình ơi, đó một cái sản phẩm mà em Hương dám test trực tiếp lên cái phần da mặt của em Hương, thì nhà mình có thể yên tâm hoàn toàn về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái sự an toàn của sản phẩm. Không bao giờ gây kích ứng cho da, không bao giờ làm cho cái da của mình bị hư tổn, và Hương có thể khẳng định với nhà mình là trắng sáng mịn màng bật tông ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Thôi không làm mất nhiều thời gian của nhà mình nữa, ngay sau đây Hương sẽ đi vào phần test lên cái phần da mặt và cả test vào cái phần ngực, để mọi người có thể cảm nhận được là tại làm sao mà Hương lại yêu thương và Hương lại có thể gọi là mê muội cái sản phẩm Skin AC này đến như vậy ha. Ok, bắt đầu công đoạn đầu tiên với ủ trắng than hoạt tính. Thì đây Hương sẽ lấy một chút này ra, Hương để lên trên phần mặt cho mọi người để mọi người có thể xem được ha. Đây Hương xin phép là Hương sẽ làm sạch cái phần da mặt. Đó, khi mà mọi người massage cái ủ trắng than hoạt tính này lên trên cái phần da mặt của mình, có nghĩa là tất cả những cái hoạt chất carbon từ trong cái than hoạt tính này nó sẽ thẩm thấu vào da của chúng mình, nó sẽ lấy đi tất cả những cái độc tố trong da, nó sẽ thu nhỏ lỗ chân lông, nó sẽ hình thành lên cực kỳ là nhiều những cái collagen, tăng sinh collagen cho cái làn da của mình. Và quan trọng ấy là cái thành phần than hoạt tính này nó sẽ làm lấy đi tất cả những cái dầu này, những cái nhờn này, những cái nhân mụn li ti ở bên trong da của mình, làm cho da của mình trắng sáng mịn màng ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Trong lúc chờ đợi thì Hương sẽ test luôn cả cái phần vai cho nhà mình xem ha. Với cái phần ngực thì nhà mình cũng test như thế này giúp cho Hương nha. Đây nhà mình nhìn có rõ không ạ? Đây. Ban ngày cũng quay để test cho nhà mình nha, và buổi tối bây giờ cũng quay để test cho nhà mình ha. Ban ngày thì nhà mình nhớ là dùng kèm với cả kem chống nắng này và dưỡng trắng này, đó chỉ số chống nắng rất là cao, 50 SPF cộng, có nghĩa là sau những cái bước than hoạt tính này là nhà mình đã có thể sử dụng cái công đoạn chống nắng và dưỡng trắng vào buổi đêm rồi. Đó, ban ngày thì nhà mình sẽ sử dụng thêm cái lotion makeup này. Lotion makeup hay còn gọi là kem chống nắng dành cho ban ngày của Skin AC. Và ban ngày thì nhà mình sử dụng cái lọ này, còn buổi tối thì nhà mình sử dụng cái lọ nào đây ạ? Lọ body cream, đó là cái dưỡng dành cho ban đêm, dưỡng trắng kích trắng dành cho ban đêm. Đó, nhà mình massage như thế này này, massage để cái carbon than hoạt tính này nó thẩm thấu vào da này, hút hết những cái chì, những cái chất bẩn ở trên da của chúng mình này. Đó, da mặt cũng như vậy nha. Da body dùng như thế nào, da mặt Hương cũng massage như vậy.
Đó, một cái sản phẩm mà để dành cho body mà Hương dùng được trên mặt thì nhà mình có thể hoàn toàn yên tâm về cái sự an toàn của sản phẩm ha. Không có sợ là mua phải những cái hàng vớ vẩn, hàng trôi nổi, hàng kem lột, kem trộn bán linh tinh ở thị trường ha. Một bộ này với 3 sản phẩm là ủ trắng than hoạt tính này, kem chống nắng ban ngày và dưỡng trắng ban đêm. Cả một cái bộ này thì nhà mình sẽ mua với giá là 1.470.000. Trung bình một chai, 3 chai này bằng tiền nhau là 490.000. Nhưng khi mua đủ cả 3 sản phẩm này thì nhà mình sẽ được nhận cái giá ưu đãi là 1.470.000 và được tặng kèm thêm cả cái chai sữa tắm hàng ngày này. Cái này Hương sẽ nhắc đi nhắc lại để làm sao mà tất cả những cái các bạn ở những cái công ty khác, các sản phẩm khác, các bạn đừng có lấy clip của Hương, các bạn cắt ghép rồi lồng những cái số điện thoại linh tinh vào để bán những cái hàng giả ha. Đây, nhà mình massage nha. Đó, ở đây thì Hương không có gần toilet nên là Hương không thể nào mà Hương rửa lại bằng nước sạch cho nhà mình được, thì Hương xin phép là Hương sẽ lấy một cái khăn sạch Hương lau đi nhà mình xem ha. Đó. Đó, như mình thấy không ạ? Đây, da mặt đây mà vẫn vừa sử dụng cái ủ trắng than hoạt tính đây nhà mình ơi. Và với ban ngày thì nhà mình sẽ làm cái công đoạn gì tiếp theo giúp Hương nhỉ? Đây nha, nhà mình thấy không ạ? Sau khi đã được ủ trắng than hoạt tính với da mặt và cái phần ngực này của Hương thì cái phần da của mình nó rất là căng bóng mịn màng. Đó. Đấy. Không hề bị kích ứng này, không hề bị khô da này, hút tất cả những cái dầu, cái nhờn này. Thế nên là những bạn mà chúng mình bị da dầu, da khô, da nhờn hay là da hỗn hợp, mình đều có thể sử dụng được sản phẩm này. Nói chung là cái bộ chăm sóc da tại nhà của Skin IC, kích trắng, ủ trắng bằng than hoạt tính của Skin IC thì hợp với tất cả mọi loại da. Da khô thì càng tốt bởi vì nó dưỡng ẩm. Da dầu thì cũng sử dụng được bởi vì nó có cái công, cái tác dụng là hút tất cả những cái nhờn, những cái dầu từ trên da của chúng mình. Nó sẽ làm cho da của chúng mình được tăng sinh collagen và không bị lão hóa cho da. Và với những chị em mà chúng mình đã bước qua cái ngưỡng tuổi là 30 á, thì cái làn da của mình nó bị lão hóa dần rồi. Và khi sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ không còn những cái nếp nhăn, ví dụ như cái nếp nhăn ở cái vùng nách này hay là cái vùng khuỷu tay này sẽ không còn nữa. Và nó trả lại cho mình một cái làn da thật là căng bóng mịn với cái sản phẩm của Skin IC này.